Xin chào các bạn. Tiếp tục series khám phá về các bãi ngầm của Việt Nam thì hôm nay là video về bãi Phúc Tần, bãi ngầm có vị trí chiến lược quan trọng cũng như là nơi xảy ra sự cố sập nhà giàn DK1 khiến 3 chiến sĩ hy sinh. Tại bãi Phúc Tần ngày nay, vượt qua những khó khăn, vất vả, thiếu thốn trăm bề, những người lính trên những nhà giàn DK1 vẫn đang đồng lòng chia sẻ vượt qua khó khăn để DK1 trở thành những cột mốc chủ quyền thiêng liêng tại khu vực thềm lục địa phía Nam của nước ta. Đầu tiên là vị trí và đặc điểm của bãi Phúc Tần. Bãi Phúc Tần hay là bãi cạn Phúc Tần, bãi ngầm Phúc Tần là một dạng san hô vòng ở phía Nam Biển Đông. Một điều thú vị là tên của bãi ngầm này được đặt theo tên của một vị chúa Nguyễn có công khai phá và mở mang bờ cõi đất phương Nam là Nguyễn Phúc Tần. Về vị trí thì bãi Phúc Tần nằm cách bờ biển Đồi Nhái của Vũng Tàu khoảng 438 km về phía Đông Nam, cách Hòn Hải, nơi có đường cơ sở khoảng 250 km về phía Đông Nam. Cách bãi Vũng Mây đã được 5 phút thôi làm ở video trước, khoảng 120 km về phía Tây Bắc, cách bãi Quế Đường khoảng 25 km về phía Bắc và chỉ cách bãi Huyền Trân khoảng 7 km về phía Tây Bắc. Đối với quần đảo Trường Sa thì bãi Phúc Tần nằm cách đảo Trường Sa lớn khoảng 155 km về phía Tây Nam và cách đá Thuyền Trài khoảng 298 km về phía Tây. Đồng thời toàn bộ bãi Phúc Tần đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, tức 370,4 km tính từ đường cơ sở. Về mặt hành chính thì bãi Phúc Tần là một bãi ngầm thuộc thềm lục địa của Việt Nam, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và không liên quan tới quần đảo Trường Sa. Bãi Phúc Tần là một dạng san hô vòng, có chiều dài khoảng 20 km, chiều rộng khoảng 10 km và có diện tích phần mặt bằng dạng quan sát được vào khoảng 37 km2. Ở bên trong bãi Phúc Tần có một lòng hồ có diện tích khoảng 137 km2. Nơi nông nhất của bãi này nằm ở phía Tây, có độ sâu là 7,3 m. Về tình trạng pháp lý, phía Trung Quốc luôn cho rằng bãi Phúc Tần là một phần của quần đảo Nam Sa, tức quần đảo Trường Sa, đồng thời xem quần đảo Nam Sa là một bộ phận lãnh thổ bất khả phân của Trung Quốc. Thực tế cho thấy thì bãi Phúc Tần nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đã được xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời khu vực biển này đã được Việt Nam sử dụng và khai thác đặc quyền kinh tế một cách ổn định và từ lâu, chứ không phải bây giờ mới có, mới xuất hiện tuyên bố chủ quyền, càng không phải khu vực đang có tranh chấp trên biển. Việt Nam cho rằng căn cứ Điều 60 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trong vùng đặc quyền kinh tế và Điều 80 quy định về các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình ở thềm lục địa, Việt Nam có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình vào đúng mục đích được chủ định ở Điều 56 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 hoặc các mục đích kinh tế khác trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Việt Nam tuyên bố không cố ý biến các bãi ngầm ở thềm lục địa phía Nam, trong đó có bãi Phúc Tần thành đảo nổi và không gắn ghép chúng vào quần đảo Trường Sa, đồng thời bác bỏ sự gắn ghép này. Quá trình xây dựng các nhà giàn DK1 tại bãi Phúc Tần. Sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988, một số tàu chiến và tàu thăm dò của Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện sâu trong thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, nơi có tiềm năng lớn về dầu khí, trữ lượng hải sản và có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng đối với nước ta. Với tầm nhìn chiến lược, sau khi phát hiện ra 7 bãi ngầm, trong đó có bãi Phúc Tần, thì Việt Nam đã chủ trương tiến hành xây dựng các công trình trên tất cả các bãi đá ngầm với tên gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, gọi tắt là công trình DK1. Nhưng không giống như bãi Vũng Mây ở video trước, khi chúng ta dễ dàng nhìn thấy được vị trí của ba nhà giàn DK1, thì khi nhìn vào Google Maps, rất khó để có thể xác định được chính xác vị trí của các nhà giàn tại bãi Phúc Tần. Việt Nam chúng ta đã cho dựng các cấu trúc thép có tên là nhà giàn DK1 lên bãi Phúc Tần kể từ năm 1989 và giao nhiệm vụ chốt giữ cho tiểu đoàn DK1, vốn lúc đầu thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân Nhân dân Việt Nam, về sau trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý và điều hành. Cụ thể, thực hiện chủ trương xây dựng cụm kinh tế, khoa học, dịch vụ thì sau hơn một tháng chạy đua với sóng gió, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 6 năm 1989, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh đã tiến hành dựng lắp xong nhà giàn DK1/3, còn gọi là nhà giàn Phúc Tần, có diện tích sử dụng khoảng 25m², nặng 250 tấn, cao 45m giữa muôn trùng biển khơi. Và nhà giàn DK1/3 cũng chính là nhà giàn đầu tiên được ta xây dựng hoàn chỉnh tại khu vực thềm lục địa phía Nam. Ngay sau khi nhà giàn được xây dựng xong, một phân đội thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại úy Nguyễn Văn Nam chỉ huy lần đầu tiên ra bám trụ tại nhà giàn. Nhà tròi, chuồng bồ câu là những từ truyền miệng của ngư dân khi nói về nhà giàn DK1 trong những năm đầu tiên. Đó là bởi sự nhỏ bé của nhà giàn so với biển cả mênh mông. Cũng chính vì là giai đoạn đầu nên nhà giàn DK1/3 tương đối thô sơ, kết cấu dạng pông tông, một dạng phao lớn hình khối hộp làm bằng kim loại
đặt trên nền san hô, dễ bị di chuyển bập bênh trong nước khi có làn sóng cấp 4 hoặc dòng nước chảy mạnh, từ đó đã gây nên sự cố đáng tiếc tại bãi Phúc Tần. Theo đó, đầu tháng 12 năm 1990, một cơn bão lớn tràn qua khu vực DK1 với gió mạnh cấp 10, cấp 11. Trong cơn bão khủng khiếp, từ 21 giờ đêm ngày 4 tháng 12 năm 1990, nhà giàn DK1/3 bị sóng dâng cao đánh nghiêng. Ngay đó, trang bị cứu sinh vô cùng thô sơ, thiếu thốn. Có 8 người lính sinh sống trên nhà giàn, nhưng chỉ vỏn vẹn có 5 cái áo phao. Trong đó có 4 cái lành lặn, còn 1 cái thì bị rách. Lúc này, chỉ huy trưởng nhà giàn là Trung úy Bùi Xuân Bổng, chỉ huy phó là chính trị viên Trung úy Trần Hữu Quảng và nhân viên báo vụ tên Báu tự nguyện không mặc áo phao. Trung úy Bổng và Trung úy Quảng sau khi điện báo về sở chỉ huy tình hình đã gửi lời chào vĩnh biệt đất liền vì nhận thấy tình hình vô cùng nguy hiểm. Đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 12, thêm một đợt sóng rất cao tràn qua, nhà giàn không còn cầm cự nổi và ngã đổ xuống biển. Trung úy Bổng đã bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ còn lại sử dụng áo phao và súng cứu sinh rồi nhảy xuống biển trong màn đêm tối đen như mực. Sau khi nhận được điện báo nhà giàn DK1/3 bị đổ, quân chủng hải quân đã lệnh cho các tàu trực trên khu vực là HQ711, HQ713 và HQ965 khẩn trương đến cấp cứu hỗ trợ các chiến sĩ tại đây. Cuộc tìm kiếm từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 5 tháng 12 đã phát hiện và cấp cứu được 5 chiến sĩ, trong đó có đồng chí chỉ huy trưởng nhà giàn là Trung úy Bùi Xuân Bổng. Các ngày tiếp theo, quân chủng tiếp tục đưa các tàu là HQ07, HQ11 và HQ682 ra tìm kiếm 3 đồng chí còn lại. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, việc cứu nạn rất khó khăn, các tàu đã không tìm thấy các đồng đội của mình và 3 chiến sĩ của nhà giàn DK1/3 là chỉ huy phó, Trung úy Trần Hữu Quảng, Trung úy Trần Văn Là, quân y và hạ sĩ Hồ Văn Hiền đã mãi mãi ở lại với biển cả. Các anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Sau sự cố tại nhà giàn DK1/3 tại bãi Phúc Tần làm 3 chiến sĩ hy sinh, Việt Nam tiếp tục cho xây dựng thêm các nhà giàn trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Tại Phúc Tần, trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997, ta đã xây dựng thêm 4 nhà giàn. Đây là các nhà giàn thế hệ thứ 2, thay thế cho mẫu nhà giàn cũ trước đó. Nó được thiết kế với 4 cọc thép cắm xuống nền đá san hô và bê tông cứng. Bên trên là 2 tầng nhà có kết cấu vững chắc, có thể chống chọi và chịu đựng sóng trên cấp 12. Theo đó, nhà giàn DK1/2, còn gọi là nhà giàn Phúc Tần A, được hoàn thành vào ngày 18 tháng 8 năm 1993. Cách nhà giàn cũ bị sóng đánh sập khoảng 3,5 hải lý, tức 6,5 km. 3 năm sau đó, hai nhà giàn là nhà giàn DK1/16, tức nhà giàn Phúc Tần B và nhà giàn DK1/17, tức nhà giàn Phúc Tần C, lần lượt được hoàn thành vào ngày 20 và ngày 23 tháng 8 năm 1996. Và nhà giàn cuối cùng được hoàn thành trên bãi Phúc Tần vào ngày 13 tháng 4 năm 1997 là nhà giàn DK1/18, tức nhà giàn Phúc Tần D. Giống như các bãi ngầm khác, hiện nay thì mẫu nhà giàn thế hệ mới cũng đã được xây dựng tại bãi Phúc Tần. Đây có thể coi là thế hệ nhà giàn thứ 3 bởi nó được xây dựng với kinh nghiệm cùng kỹ thuật tiên tiến hơn bên cạnh những nhà giàn thế hệ 2 đã xuống cấp. Mẫu nhà giàn mới này có thiết kế rộng rãi và vững chắc hơn khi ứng dụng kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước sâu, có thể chịu đựng được những trận sóng to gió lớn quanh năm giữa Biển Đông. Phía trên là 3 tầng nhà dùng để sinh hoạt và công tác. Hệ thống cọc móng của nhà giàn cắm sâu từ bề mặt đáy san hô xuống 30-40m để giữ vững cho toàn bộ khối nhà bên trên. Những nhà giàn thế hệ thứ 2 vẫn được giữ lại và chúng sẽ được kết nối với nhà giàn mới bằng một cây cầu thép dài khoảng 50m. Trên nóc nhà giàn được xây dựng sân bay trực thăng để phục vụ các đoàn nghiên cứu và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tại bãi Phúc Tần hiện nay còn có một ngọn hải đăng của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Nó được xây dựng từ trước năm 1994 với chiều cao tháp đèn là 23,4m, có tầm hiệu lực ban ngày là 10 hải lý, ban đêm là 12 hải lý, ánh sáng trắng, chớp theo chu kỳ 5 giây. Hải đăng Phúc Tần được đặt trên mái nhà giàn DK1/18, có tác dụng chỉ vị trí bãi đá ngầm Phúc Tần, giúp cho tàu thuyền định hướng, xác định vị trí hàng hải trong vùng biển thềm lục địa phía Nam. Cuộc sống trên bãi Phúc Tần ngày nay. Có thể nói, cuộc sống trên các nhà giàn chưa bao giờ là hết khó khăn gian khổ. Trước đây, điều kiện sống tại các nhà giàn vô cùng thiếu thốn, không có điện, thiếu nước ngọt, khả năng liên lạc hạn chế. Khả năng tiếp vận chỉ có thể thực hiện được vào những ngày đẹp trời và 6 tháng một lần, vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 8. Điều kiện tiếp vận cũng rất khó khăn cho việc tiếp vận bằng tàu hoặc trực thăng. Những người làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1 thường ít nhất phải trải qua 8 đến 9 tháng mới được về đất liền. Để tiếp cận được với cuộc sống của những người lính ở nhà giàn luôn là thử thách đối với những người sợ độ cao. Muốn lên được khu vực sinh hoạt của các chiến sĩ, những đoàn công tác cần phải chinh phục được những bậc thang dốc và cao hàng chục mét so với mặt nước biển. Cũng chính vì những điều kiện bất lợi mà những nhà giàn tại thềm lục địa phía Nam, trong đó có 4 nhà giàn tại bãi Phúc Tần, luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên từ đất liền.
Mỗi nhà giàn hiện nay đều được trang bị hơn 100 tấm pin năng lượng mặt trời, đủ để cấp điện cho huấn luyện và sinh hoạt liên tục từ 3 đến 5 ngày trong điều kiện mưa bão hay không có ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, tại đây còn được phủ sóng mạng điện thoại Vinasat, truyền hình K+, v.v. Nhờ vậy mà mọi tình hình ở đất liền cũng như ở biển đảo đều được các chiến sĩ nhanh chóng cập nhật. Hiện tại, 4 nhà giàn đều được trang bị máy lọc nước biển để cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng như nước canh tác rau xanh của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Có thể nói, các trang bị và phương tiện trên các nhà giàn DK1 đang ngày càng đầy đủ, đồng bộ, chính quy và thống nhất. Đời sống của chiến sĩ trên nhà giàn vì thế mà cũng được cải thiện và nâng cao hơn trước rất nhiều. Giữa mênh mông biển nước, dù thiếu nước ngọt và đất, những vườn rau trên các nhà giàn tại bãi Phúc Tần vẫn xanh tốt. Trên thực tế, những ngày đầu mới xây dựng nhà giàn, chưa trồng được rau, trong khi khoảng 6 tháng mới có tàu tiếp tế ở đất liền ra, mà rau xanh cũng không thể bảo quản lâu được. Thiếu rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1 tại bãi Phúc Tần nói riêng và các bãi ngầm khác nói chung. Chính vì vậy mà phong trào rau xanh trên sóng đã được phát động và triển khai ngay sau đó. Đến nay thì các nhà giàn DK1 tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam đã cơ bản giải quyết được bài toán rau xanh cho các bữa ăn hàng ngày. Tại bãi Phúc Tần, vườn rau của các chiến sĩ nhà giàn DK1/18 từ lâu đã được đánh giá là vườn rau đẹp nhất trong số các nhà giàn DK1. Tuy diện tích nhỏ, chỉ rộng khoảng 30m², điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi mùa khô rất nóng và mùa mưa có nhiều bão. Chưa kể mỗi khi gió to khiến muối biển thổi lên, làm rau non bị dập và gãy gốc. Tuy vậy, các chiến sĩ nhà giàn DK1/18 vẫn không bỏ cuộc, vẫn cẩn thận lựa chọn và gieo trồng nhiều chủng loại rau thích nghi theo từng thời vụ nên luôn đảm bảo rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Và tùy vào thời tiết mà các chiến sĩ trên nhà giàn DK1/18 có thể trồng được các loại như là cải mầm, rau muống, mồng tơi, rau má, v.v. Không chỉ các loại rau thông thường mà các chiến sĩ còn trồng được cả dưa leo, bầu bí, các loại rau thơm hay ủ được cả giá đỗ. Có thể nói là việc trồng rau xanh ngoài mục đích chính là dùng để tăng cường dinh dưỡng cho các bữa ăn hàng ngày, mà đây còn là niềm vui của các chiến sĩ nhà giàn DK1 sau những giờ học tập và huấn luyện căng thẳng. Các nhà giàn DK1 sau khi được xanh hóa thì không gian sinh hoạt cũng trở nên tươi mới, sinh động và tạo cảm giác gần gũi với đất liền hơn. Ngoài ra, do vốn được xây dựng trên các bãi san hô nên ở các nhà giàn thường rất đa dạng về các loại hải sản. Lúc rảnh rỗi, các chiến sĩ thường xuống phía dưới nhà giàn để câu cá tăng gia cho bữa ăn hàng ngày. Ngoài việc chế biến thành thức ăn, cá còn được các chiến sĩ ủ làm nước mắm. Nhà giàn DK1 tại bãi Phúc Tần, những cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên biển. Đặc điểm nổi bật của khu vực biển Phúc Tần nói riêng là khu vực biển vô cùng nhạy cảm và hết sức phức tạp. Khi phía đông giáp với quần đảo Trường Sa, phía nam giáp vùng biển của Malaysia, Indonesia, phía tây là khu vực biển đảo Côn Sơn và vùng biển Tây Nam, nên đây là khu vực không chỉ có nguồn hải sản phong phú với trữ lượng lớn, mà còn là nơi có nhiều triển vọng dầu khí vô cùng dồi dào. Vì vậy mà nước ngoài thường xuyên sử dụng tàu nghiên cứu, tàu chiến vào thăm dò, trinh sát, quấy rối, vi phạm chủ quyền của nước ta. Ngoài ra, còn có nhiều tàu cá nước ngoài cũng ngang nhiên ra đánh bắt trái phép hải sản tại khu vực này. Hoạt động của các tàu nước ngoài tập trung nhiều vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Là những thời kỳ sóng yên, biển lặng. Vì vậy mà các chiến sĩ trên các nhà giàn cũng luôn nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, kiên cường bám trạm, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, đề phòng nghiêm ngặt để ứng phó với mọi tình huống xảy ra nhằm bảo vệ chủ quyền vùng biển. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến sĩ của các nhà giàn DK1 tại bãi Phúc Tần còn phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam để dẫn đường và đảm bảo an toàn hàng hải cho hàng vạn lượt tàu thuyền trong nước và quốc tế qua lại khu vực này, phối hợp với Đài khí tượng thủy văn để các cán bộ khí tượng tiến hành quan trắc cũng như đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn và sự biến đổi của các dòng hải lưu, làm cơ sở cho việc dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu, phục vụ trực tiếp cho các lực lượng làm nhiệm vụ và hoạt động khai thác, sản xuất phát triển kinh tế biển. Đối với bà con ngư dân, các chiến sĩ luôn làm tốt các công tác dân vận, hỗ trợ nước ngọt cho nhiều tàu cá, hỗ trợ một số lương thực thực phẩm, cũng như tổ chức khám, cấp thuốc cho ngư dân, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng ngư dân, xây dựng niềm tin và là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Có thể kể đến trường hợp ngày 2 tháng 5 năm 2022, khi nhà giàn DK1/17 đóng tại khu vực bãi Phúc Tần đã tiến hành cấp cứu thành công một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Theo đó, vào lúc 7 giờ 5 phút cùng ngày, nhà giàn DK1/17 nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân từ tàu cá BTH-96895TS đang hoạt động đánh bắt hải sản tại vùng biển DK1. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ tàu cá này, nhà giàn DK1/17 đã tiếp nhận bệnh nhân tên là Dương Văn Nghiêm, sinh năm 2000, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình khai thác hải sản, anh Nghiêm bị tai nạn lao động, dập 3 đầu ngón tay của tay phải, gây chảy máu nhiều. Sau khi tiếp nhận, quân y nhà giàn DK1/17 đã tiến hành sơ cấp cứu, vệ sinh, cầm máu, băng bó vết thương, truyền nước, cấp thuốc điều trị và hướng dẫn điều trị tuyến sau.
đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh nhân đã ổn định và trở về tàu. Và đó là tất cả thông tin về bãi Phúc Tần. Nếu các bạn muốn bãi ngầm nào được khám phá kế tiếp thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.